Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc squishy hình đám mây. Bây giờ các bạn cùng với mình để làm chiếc squishy nhé. Hôm nay mình sẽ làm hướng dẫn các bạn làm một chiếc squishy hình đám mây. Thì đầu tiên thì mình có một chiếc bút nhé, một chiếc bút này mình sẽ vẽ một đám mây. Mắt này. Mình sẽ tô màu xanh. Đám mây này mình sẽ tô màu xanh này. Mình sẽ tô màu xanh ở viền trước. Mình thích cho nó có nhiều màu ấy. Cho màu xanh nhạt hơn cho đám mây nhé. Chú ý các bạn tô nhanh thì nó sẽ không bị bệt màu nhé. Cái màu này của mình rất là nhanh khô. Cái màu này mình dùng là màu Daily. Nó cũng gần giống với cái màu gì nào. Tự nhiên mình quên mất. Bây giờ mình sẽ cắt đám mây này nhé. Đám mây này mình sẽ cắt này. Sẽ dùng kéo cắt này. Mình cắt bớt cái đoạn này đi đã. Mình sẽ gập cái đám mây này lại này. Một phần chừa lại cái phần đuôi này. Rồi mình cắt này. Cắt theo cái viền mình đã vẽ. Này là mình đã được đám mây này. Đó, hai đám mây. Mình sẽ dùng băng dính trắng để dán này. Các bạn dán cẩn thận nhé.
Bây giờ là mình sẽ cắt những cái này. Để mình gắn cho nó dễ nhá. Để mình gập lên ấy, khi mà mình gập lên ấy nó sẽ không bị vết. Ôi giời. Chết rồi. Mình cắt lỡ tay. Đây là mình đang cắt lỡ tay này. Do là mình lúc mình cắt đi mình không nhấc kéo ra ấy, nó bị lỡ tay. Rồi. Giờ mình sẽ gập băng dính lên nhá. Sẽ gập từ từ này. Đấy. Gập các cạnh băng dính lên này. Cái cạnh này là mình phải cắt nhỏ ra một tí nữa. Vì là hồi nãy cái cạnh này của mình ấy, mình gập do là mình làm mất. Rồi. Như này đã được rồi này. Đấy thì mình sẽ nhét bông vào đây nhá. Đó. Cạnh này của mình sẽ nhét bông vào này. Khi mà được như thế này rồi, mình nhét đầy bông rồi ấy, mình sẽ lại dùng băng dính để cố định lại. Mình sẽ dùng băng dính cố định lại đám mây này. Đây. Ngắn gọn. Lấy một đoạn dài một chút nha các bạn ạ. Thừa còn hơn thiếu. Nãy mình lấy nó bị thiếu. Giờ mình lại cắt như lúc nãy. Mình lại cắt viền này. Cái này mình phải cắt ngắn đi này. Rồi. Giờ dính vào cái tấm kia của mình. Chúng ta cắt ngắn nha. Cắt nhỏ lại, cắt nhỏ sát sát lại một chút. Thì nó sẽ dễ thi công hơn. Lúc mà gập ấy.
Đó. Bây giờ mình gập từng góc một này. Đây, squishy của chúng ta sẽ bóp. Nó tăng rất là chậm nhé. Đó. Squishy của chúng ta tăng rất là chậm. Ok. Vậy là chiếc squishy của mình đã hoàn thành rồi. Thì mình làm rất là đơn giản. Thì là có rất là nhiều các bạn thì là chưa có điều kiện để mà mua squishy, thì chúng mình sẽ làm những squishy này. Các bạn thử làm và comment cho mình nhé, xem nào là làm hay nó có đơn giản không. Mình nghĩ là nó rất là đơn giản, và dụng cụ này cũng như là đồ chuẩn bị thì nó không nhiều ấy, rất là đơn giản, chỉ giấy này, băng dính này và bút màu thôi là chúng mình đã có một chiếc squishy rất là đẹp rồi. Cảm ơn các bạn đã xem kênh channel của mình. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình. Mong là các bạn sẽ thích với cái kênh này của mình nhé. Hẹn gặp các bạn vào những video khác có về squishy hơn. Cảm ơn các bạn. Xin chào.